Phượng xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình VATV buổi trưa ngày thứ Bảy 19 tháng 4 2014. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình mở đầu với phỏng vấn ông Lê Phú Hữu, tìm hiểu về sinh hoạt của Hội Thánh Em Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh tại hải ngoại. Và như thường lệ, Giáo sứ Thánh Giuse gửi đến quý vị chương trình Phúc Âm hàng tuần. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của ông Lê Phú Hữu, tìm hiểu về sinh hoạt của Hội Thánh Em Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh tại hải ngoại, do Thành Trúc thực hiện. Đây, chương trình chào Washington DC với Thanh Trúc. Mời quý vị trở lại cùng chúng tôi. Và vị khách mời hôm nay vẫn là một vị chức sắc cao đài ở trong phái đoàn của Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại. Quý vị đến Washington DC để vận động nhân quyền cho Việt Nam do BPSOS tổ chức. Hôm nay, Thanh Trúc rất hân hạnh để được nói chuyện với ông Chánh trị sự Lê Phú Hữu, là trưởng ban nội vụ Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại. Thanh Trúc xin kính chào ông Lê Phú Hữu. Nam Mô Cao Đài, Tiên Ông Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát. Vâng, với một phái đoàn đông đảo là mười mấy vị, mà gần như là bao giờ mà có những cuộc vận động về tự do tôn giáo hoặc là nhân quyền cho Việt Nam thì quý vị đều có hiện diện ở đây. Thanh Trúc muốn biết hôm nay đó về cái thực lực của Liên Hiệp Hội Thánh Em và các Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại. Thưa ông, nếu mà nói về thực lực ở đây, Thanh Trúc muốn nói là cái tổ chức đó nó như thế nào, nó phát triển như thế nào, nó có quy tụ được rất là nhiều Tín Đồ Cao Đài ở tại các tiểu bang trên khắp nước Mỹ hay không? Kính chào chị Thanh Trúc, kính chào quý khán giả đài SBTN Washington DC. Tôi xin mạn phép trả lời về cái sự phát triển của cái sinh hoạt Liên Hiệp Bằng Sự Hội Thánh Em ở hải ngoại. Kính thưa quý đài, qua hai năm mấy sinh hoạt trên cái hiệp đồng chư môn đệ để gìn luật lệ cao đài, cũng như hiệp đồng chư cộng đồng tôn giáo và cộng đồng đấu tranh cho tự do cho đất nước Việt Nam, thì sự phát triển rất là tiến triển và đầy hy vọng. Trong cái sự tiến triển có sự quan tâm từ hành pháp cũng như là pháp, và tất cả những đồng đạo ở hải ngoại giờ này thấy cái sự chân thật trên cái sự liên hiệp đấu tranh tinh thần của chúng tôi, thì tất cả anh em đa số có một cái hướng đặt tin tưởng vào cái sự sinh hoạt của cái Liên Hiệp Bằng Sự trong nhiệm vụ thiêng liêng và hiệp đồng chư huynh đệ, huynh đệ gìn luật lệ cao đài để thực hiện cái thánh lệnh 257 của Đức Hợp Pháp, mà cho chúng tôi biết rằng phải triệt để thi hành cái lệnh đó khi mà Hội Thánh Trung ương, nghĩa là Hội Thánh Anh, đã bị giải thể. Dạ vâng. Kỳ trước đó, trong một lần mà được thư chuyện với ông Phó Trị sự Trần Viết Hùng, Tổng Thư ký Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại đó, thì thưa ông Lê Phú Hữu, câu hỏi của Thanh Trúc là Cao Đài dường như đã bị ảnh hưởng rất là nặng bởi nghị quyết 36 năm 2004, cũng như với cái nghị định mới đây là nghị định 92 năm 2013. Vậy thì theo ông đó, ngoài những cái điều mà ông Trần Viết Hùng trình bày thì còn cái điều gì nữa sâu xa hơn mà ông thấy là Đạo Cao Đài đã phải chịu đựng cho tới lúc này? Kính thưa quý đài và quý khán thính giả, cái điều rất quan trọng chẳng những đối với người Cao Đài mà đối với tập thể cộng đồng nhân dân trên thế giới, đối với cái nền Đạo Cao Đài mà chủ trương của Đức Pháp mở cho toàn thể nhân loại chứ không phải riêng toàn thể Việt Nam. Thì trong cái sau 75 đó, khi mà đã nói là cộng sản là vô thần rồi, cho nên trong cái giai đoạn đầu đó là họ không thừa nhận tôn giáo, cho nên vâng, họ nghị quyết 92 hay là nghị quyết 36, ngoài những cái điều đã quý vị đã trình bày thì nó có cái gì mà nó còn nặng nề hơn nữa mà ông có thể nói thêm? Cái vấn đề quan trọng trong cái diễn tiến như vậy á, thì Đạo Cao Đài đã ngày nay mà quý vị đã thấy rất là đông trong cái sinh hoạt mà ở tại Tòa Thánh Tây Ninh,
trong những kỳ lễ lớn mà có họ tuyên truyền rồi hàng trăm ngàn người đó. Cái chuyện đó là một chuyện mà phải nói đáng thương cho những cái dân tộc Việt Nam. Và chuyện đó là chuyện bổn phận của người tín đồ phải nói lên cái sự thật đó, để không thế giới không bị ngộ nhận, và để cho những môn đệ của Đức Chúa Tôn là những người tín đồ không có ngờ, có sự nhầm lẫn giữa cái hội thánh ngày xưa của Đức Chúa Tôn và cái hội thánh ngày nay, những chức sắc do nơi Đảng Cộng sản dựng lên qua cái pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Và cái thực hiện cái nghị quyết 36 ngày nay nó đã chứng minh, nó là thấy rõ ràng. Như mấy năm trước thì chúng ta chỉ có thấy trên cái lệnh nó đưa ra ngoài thôi. Ngày nay chúng ta thấy nó thực hiện rõ ràng đối với nền công đoàn tôn giáo, các tôn giáo và cộng đồng. Riêng chúng tôi là người Cao Đài cho nên chúng tôi biết những cái chi tiết về Cao Đài nhiều hơn. Cho nên chúng tôi xin trình bày những cái mà diễn tiến đang xảy ra. Và những diễn tiến đó thì cái công cụ mà lúc trước tôi đã có trình bày quý Nguyên Tỷ và các khán giả, nhưng mà cũng chưa có cái văn thư. Ngày nay chúng ta có những cái văn thư bổ nhiệm chính thức là những cái vị mà chức sắc lễ sanh do Cộng sản phong và do nghĩa là ông lễ sanh mà Trần Quang Cảnh để mà đại diện cho cái Cao Đài ở Hải Hòa này, và dẫn những cái phái đoàn để đi sang đại học ở Missouri, và phái đoàn đi bên Nhật Bản, phái đoàn đi Đài Loan. Đó là một cái quan trọng vô cùng mà cái sự những cái quốc gia khác nhiều khi có một sự nhầm lẫn đây là một tôn giáo của Đức Kitô. Dạ vâng. Đây là một cái phương tiện công cụ tuyên truyền của cộng sản. Thưa ông, nếu như mà Thanh Trúc hỏi ông một câu hỏi khá tế nhị là như thế này. Vào khi mà Đạo Cao Đài đang chịu bách hại ở trong nước và người ta không có được thờ phượng Đấng Thế Tôn theo cái ý người ta muốn như ông nói, trong khi đó bên đó Việt Nam âm mưu lập ra một cái hội thánh của quốc doanh chẳng hạn, rồi vẫn để cho người ta thờ phượng miễn là đi vào cái hội thánh quốc doanh đó thôi, thì có thể là nhiều người dễ dãi vẫn nghĩ rằng ô, mình vẫn còn có thể thờ phượng được Đấng Chí Tôn, mình vẫn có thể đọc kinh cầu nguyện, mình vẫn có thể là mỗi ngày Nam Mô Cao Đài tiếng ông được. Thì ông nghĩ như thế nào về những cái suy nghĩ đó? Có thể là họ cũng nghĩ như vậy chắc. Dạ, thưa cảm ơn Thành Trúc, cái câu hỏi này rất tế nhị và rất quan trọng đối với người tín đồ Cao Đài mà tin tưởng nền đạo Cao Đài do nơi Thượng Đế khai mở. Chính Thượng Đế biết trước những cái điều sẽ xảy ra, cho nên khi khai đạo thì Đức Chí Tôn vẫn nói rằng quỷ dương nó cũng nói trước thiên cung mà lập thành quỷ dị. Và Đức Chí Thượng Đế cũng nói rằng phàm phong là mã lị danh thể của Đức Chí Tôn. Rồi trong cái bắt đầu nghị định của Đức Lý Thái Bạch và Đức Pháp Ký, những tổ chức nào phát xuất từ tội thể nên mà không tôn trọng pháp luật thánh pháp chính truyền của Đức Chí Tôn thì phải định quyết là bàn môn tả đạo. Chính ba cái yếu tố này nó rất quan trọng đối với cái người mà tín đồ Cao Đài, bởi vì khi mà theo cái nền đạo Đức Tôn đó thì cầu được cái sự đại ân xá và sự ban phước lành cho Thượng Đế. Mà Thượng Đế nói rằng trong cái thời cúng các con, nếu mà các con không nghiêm chỉnh thôi là thầy đã không ngự rồi, hướng chi là như là cả một cái hệ thống tổ chức do nơi cái Đảng Cộng sản dựng lên phòng thì thứ nhất mã lệ danh thể của Thượng Đế, thứ hai không có tôn trọng pháp chính truyền bắt chước để mà tạo thành cái quỷ dị, rồi thứ ba Đức Phật Pháp nói khi mà đi vào bàn môn tả đạo rồi thì nói về tín ngưỡng thì dẫn nhau về phong đô cả lũ. Thì chúng tôi không muốn là tất cả những con cái của Đức Chí Tôn được cái may duyên mà là gặp được cái nền đạo Thượng Đế ba cái đại ân xá của trong cái thời kỳ mà của mà hạ quân này để chuyển sang thượng quân tứ chuyển. Cho nên chúng tôi phải dấn thân để mà thức tỉnh cho những người đó, và cũng như tất cả những nhân dân thế giới rằng cái đó không phải là một con đường đại ân xá của Đức Chí Tôn mà nó là một phương tiện của cộng sản để nó kìm kẹp lại cái toàn dân nói chung và những người tôn giáo nói riêng. Vậy thì thưa ông Lê Phú Hữu, nếu mà nói như vậy đó, thì là với một cái thực lực đã có sẵn ở hải ngoại này, liên hiệp Hội Thánh Em và tín đồ Cao Đài hải ngoại phải làm cái gì, phải tìm một cái đường hướng như thế nào, có một cái đường hướng nào mới hơn, mạnh hơn để mà liên kết với cái thực lực của Cao Đài chân truyền ở trong nước để mà cho mọi người biết rõ như những cái điều ông đã trình bày. Dạ, làm thế nào? Dạ, kính thưa chị Thanh Trúc và kính thưa quý khán giả. Tôn giáo thì không dùng bạo lực. Tôn giáo phải dùng tiếng nói lương tâm.
và kêu gọi cái sự lương tâm của toàn thể những tổ chức, những quốc gia với một cái tinh thần lương tâm tôn trọng sự tự do, tín ngưỡng và nhân quyền trên thế giới nói chung. Và để thức tỉnh những cái người mà không hiểu được cái nền đạo cao đài của Đức Chúa Tôn, mà từ năm 75 giờ đa số tất cả những cái sự sinh hoạt của đạo cao đài đã bị tuyên truyền bởi cộng sản, cho nên những người sau này không có đọc được những cái tài liệu, những cái giáo hóa của Thượng Đế, cho nên có một sự hiểu lầm của họ. Và trong quá trình chúng tôi đã đấu tranh từ trong nước, phối hợp với trong nước và ngoài nước, ngày nay trong nước cũng vậy và ở hải ngoại cũng vậy, cũng có một sự tiến triển và sự thức tỉnh của đồng đạo và sự hiểu biết của những cộng đồng mà đấu tranh trên thế giới cũng như là nhân dân ở trên thế giới để thấy được. Dạ vâng. Thay mặt cho quý khán thính giả của chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc, Thanh Trúc một lần nữa xin cảm ơn ông Chánh trị sự Lê Phú Hữu, trưởng ban nội vụ Liên hiệp Hội Thánh Em và tín đồ Cao Đài Hải Ngoại. Rất cảm ơn về tất cả những lời trình bày của ông. Xin kính chào ông. Dạ, tôi Chánh sự Lê Phú Hữu xin đại diện cho Liên hiệp Bạn sự Hội Thánh Em và tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại. Chân thành cảm ơn chị Thanh Trúc đại diện cho đài SBTN để giúp đỡ chúng tôi có những tiếng nói trả lời cho trước quần chúng nhân dân trên thế giới cũng như là người tín đồ Cao Đài hiểu được cái thực trạng của nền đại Cao Đài, đặt một cái đức tin vào nơi Thượng Đế. Đó là cái ước mong và cái nguyện vọng mà hôm nay đài SBTN đã tạo cho chúng tôi có một cơ hội. Dạ, và cầu nguyện Thượng Đế ban phước lành cho tất cả nhân viên của đài SBTN nói riêng và toàn thể nhân dân trên thế giới và con cái Đức Chúa Tôn nhận được chân thật của chân lý nền đạo Đức Chúa Tôn ban cho và Đức Chúa Tôn ban phước lành cho toàn thể. Thánh Trúc kính chào và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Dạ. Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát và mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Kính mời quý đồng hương đến tham dự đêm thắp nến tưởng niệm 30 tháng 4 do Hội đồng đại biểu Cộng đồng Việt Nam tiểu bang Florida và Cộng đồng Việt Nam miền Nam Florida vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Bảy 26 tháng 4 2014 tại hội trường South County Service Center 16700 George Road, Delray Beach, Florida 33446. Mọi chi tiết xin liên lạc Lê Thanh Liêm 561-460-7988 hay Nguyễn Kim Sơn 954-547-5812. Xin trân trọng thông báo, Đài Nhạc hội Cung nghinh Phật Ngọc cho Hòa bình Thế giới sẽ tổ chức tại Chùa Xá Lợi 6310 Manorwood Road, Frederick, Maryland 21703 từ thứ Bảy 19 tháng 4 cho đến Chủ nhật 27 tháng 4 2014, gồm chương trình văn nghệ quy mô gom tụ rất nhiều ca sĩ và MC nổi tiếng trong 4 ngày 19, 20, 26 và 27 tháng 4 2014. Ngoài ra còn có lễ bái sám, tam bộ nhất bái, lễ hội hoa đăng, lễ chiêm bái Phật Ngọc, Xá Lợi Phật, thuyết pháp và chương trình tu tập pháp lực tâm, làm lễ giải trừ nghiệp chướng và oan khiết Yamataka, đặc biệt là chương trình bốc thăm trúng xe Mercedes 2014. Mọi chi tiết xin liên lạc Chân Tịnh 571-212-0477 hay Ngọc Thanh 571-232-6865. Quý vị nhìn thấy các em thiếu nhi tại nơi đây, chúng tôi chuẩn bị 1.500 phần quà cho các em thiếu nhi. Cũng như chúng tôi chuẩn bị một bữa ăn để cho tất cả các cháu có điều kiện để được ăn một bữa trưa với Hội Bác Ái Francisco, do sự ân nhân của Hội Bác Ái Francisco đóng góp vào quỹ từ thiện Bác Ái Francisco, giúp đỡ để tặng cơm gạo cho các cháu bé mồ côi khuyết tật cũng như cho trẻ em Việt Nam nghèo ở Campuchia. Chúng tôi xin gửi những hình ảnh này để quý vị cùng xem và thấy những sinh hoạt của hội thường xuyên đến đây để giúp cho trẻ em nghèo có điều kiện được một bữa cơm ngon, được đi học và khuyến khích để cho các cháu tham gia vào các lớp học tình thương miễn phí do Hội Bác Ái Francisco chỉ dạy và hướng dẫn trong nhiều năm qua. Cảm ơn sự hy sinh của các cộng tác viên của hội tại Campuchia. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia và cùng đồng hành với chương trình từ thiện Bác Ái Francisco. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VATV. Kế tiếp, Bích Phượng xin gửi đến quý vị chương trình Phúc Âm hàng tuần do Giáo sứ Thánh Giuse thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Chúng tôi là Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong Giáo sứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Trong tuần vừa qua, chúng ta đã cùng với giáo hội khắp nơi trên thế giới tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Vì yêu thương nhân loại mà Thiên Chúa đã nhập thể làm người, chấp nhận chịu đau khổ
và cuối cùng chịu đóng đinh trên cây thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Hôm thứ sáu tuần thánh, chúng ta đã tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu. Trước khi tắt thở, Chúa Giêsu đã nói: "Mọi sự đã hoàn tất", và Chúa đã trút hơi thở cuối cùng. Chúa Giêsu đã hoàn tất mọi sự, ngay cả việc chấp nhận cái chết, Chúa cũng đã đi qua. Phúc âm tuần này kể tiếp rằng, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, có nghĩa là sáng ngày Chủ nhật theo Tây lịch ngày nay, lúc trời còn tối, bà Maria Magdalena đi đến mộ của Chúa Giêsu, thì bà thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô đến sau cũng tới nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu của Chúa Giêsu. Khăn này không để lẫn với các dây băng, nhưng cuốn lại xếp riêng một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Chúa Giêsu đã đi qua cái chết và đã phục sinh khải hoàn. Chúa đã chiến thắng sự chết để mang đến cho con người sự sống mới ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là một niềm hy vọng không thể thiếu cho mỗi người tín hữu. Bởi vì sự phục sinh của Chúa Giêsu giúp chúng ta biết trỗi dậy khi mình bị vấp ngã trên đường đời, giúp chúng ta tìm lại nguồn hy vọng khi mình gặp thất vọng, giúp chúng ta đón nhận được ơn tha thứ và thoát ra khỏi cảnh tội lỗi, giúp chúng ta được tái sinh và làm lại con người mới. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là niềm hy vọng không thể thiếu trong đời sống của mỗi người tín hữu, bởi vì đó là đích điểm của mỗi người chúng ta trong cuộc sống ở đời này và đời sau. Cho nên hàng năm giáo hội mừng lễ phục sinh một cách trọng thể để nhắc nhở mỗi người tín hữu hãy làm sống lại đức tin của mình và hãy luôn biết sống trong ân sủng của Chúa Giêsu phục sinh. Cho dù mỗi người chúng ta đã bao nhiêu lần vấp ngã trên đường đời, Chúa Giêsu phục sinh muốn chúng ta hãy trỗi dậy và đón nhận ơn tha thứ và sức mạnh để sống một đời sống mới tốt đẹp hơn. Chúng ta đừng để cho đức tin của mình bị chết trong tội lỗi, nhưng chúng ta hãy biết đón nhận ơn tha thứ để cùng sống lại với Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta đừng để cho những thất bại trong cuộc sống hay những thất bại trong gia đình chôn vùi tâm hồn mình trong đau khổ, cay đắng và chán nản. Nhưng chúng ta hãy quyết tâm vượt ra khỏi sự chôn vùi này mà sống lại với Chúa Giêsu phục sinh. Ông Phêrô là một tấm gương tuyệt vời của một tín hữu biết đón nhận ơn phục sinh để làm sống lại đức tin của mình, để làm sống lại tình yêu thương của Chúa Giêsu trong tâm hồn. Giống như chúng ta ngày nay, ông Phêrô đã phạm tội phản bội Chúa Giêsu. Vì sợ bị liên lụy mà ông Phêrô đã chối Chúa Giêsu đến 3 lần. Tội của ông đối với Chúa Giêsu thật không nhẹ, nhưng ông đã biết đón nhận ơn tha thứ mà Chúa Giêsu phục sinh đã ban cho ông để làm sống lại đức tin của mình. Phúc âm kể rằng ông đã khóc lóc nức nở vì tội lỗi ông đã phạm. Và vì thế Chúa Giêsu đã cho ông nhìn thấy được sự phục sinh của Chúa và niềm tin của ông cũng đã được sống lại. Ơn phục sinh là ơn không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Bởi vì ơn phục sinh giúp chúng ta làm sống lại mối tương quan của chúng ta đối với Chúa. Không ai trong chúng ta mà chưa bao giờ phạm tội phản nghịch cùng Chúa. Nếu xét cho cùng, thì có lẽ chúng ta đã phản bội Chúa Giêsu nhiều lần hơn cả ông Phêrô. Ai cũng biết là mỗi người chúng ta cần phải thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, chúng ta lại phạm phải trọng tội phản nghịch. Mỗi lần chúng ta coi trọng công việc của mình hơn Chúa là mỗi lần chúng ta có lỗi với Chúa. Mỗi lần chúng ta coi trọng của cải vật chất hơn Chúa là mỗi lần chúng ta xúc phạm đến Chúa. Mỗi lần chúng ta dùng lý do để bào chữa cho việc mình không đến thờ phượng Chúa, đó là lúc chúng ta xúc phạm đến Chúa. Tội của chúng ta đối với Chúa
chắc chắn còn nhiều hơn cả ông Phêrô. Nhưng liệu chúng ta có được tấm lòng ăn năn hối hận và đón nhận ơn tha thứ giống như ông Phêrô hay không? Hay là chúng ta bị sự tự ti mặc cảm ngăn cản chúng ta đến xin ơn tha thứ giống như ông Giuđa? Ông Giuđa Iscariot cũng đã phạm tội phản bội Chúa Giêsu, nhưng đáng tiếc thay, ông đã tự kết liễu cuộc đời mình trước khi ông đón nhận ơn tha thứ của Chúa Giêsu. Ông đã chọn con đường tiêu cực để rồi không nhìn thấy được sự phục sinh của Chúa Giêsu. Phúc âm kể rằng, sau khi ông Giuđa phản bội Chúa Giêsu để lấy 30 đồng bạc, ông đã nhận ra được việc mình làm là sai, cho nên ông đã đến gặp những kỳ mục và thượng tế để trả lại 30 đồng bạc. Ông đã nói với họ thế này: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến người phải chết oan." Ông đã nhận biết rằng mình đã phạm tội, mình đã lầm đường lạc bước. Nhưng một điều đáng tiếc là ông không chịu bước thêm một bước nữa là xin ơn tha thứ, mà ông tự mình đi thắt cổ tự tử. Trước khi Chúa Giêsu chịu roi đòn để chuộc tội con người, thì Giuđa đã thắt cổ tự tử. Trước khi Chúa Giêsu đã chịu đội mão gai, thì ông Giuđa đã tự tử. Trước khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá, thì Giuđa đã chết. Trước khi Chúa Giêsu nhìn xuống từ cây thánh giá, thấy những người đã chế giễu mình, những người đã đánh đập mình và những người đã phạm tội đối với mình, Chúa Giêsu đã cầu xin Thiên Chúa Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Lúc đó ông Giuđa đã chết. Ông đã chết trước khi ông đón nhận được ơn tha thứ, và ông cũng không còn cơ hội để nhìn thấy được Chúa Giêsu phục sinh. Thật đáng tiếc vô cùng. Cả ông Phêrô và ông Giuđa đều phạm tội phản bội Chúa Giêsu, nhưng chỉ có ông Phêrô biết tiếp tục sống để đón nhận ơn tha thứ và tiếp tục sống để nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh. Còn Giuđa thì đã bỏ cuộc và tự kết thúc cuộc đời của mình. Vậy ngày nay, khi chúng ta phạm tội phản nghịch cùng Thiên Chúa, liệu chúng ta có giống như ông Phêrô vượt qua được sự yếu đuối và mặc cảm tự ti của bản thân mà đón nhận ơn tha thứ để sống một đời sống mới tốt lành hơn hay không? Chính Chúa Giêsu đã nhiều lần nhắc nhở các môn đệ: "Ta không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng ta muốn chúng ăn năn và được sống." Có lẽ ông Giuđa đã không hiểu thấu chân lý này, cho nên ông đã tiếp tục phạm sai lầm là thắt cổ tự tử. Còn ông Phêrô thì khác, ông đã hiểu thấu được tình yêu thương tha thứ của Chúa Giêsu, và đó là tấm gương mà Chúa Giêsu phục sinh muốn chúng ta noi theo. Vậy chúng ta ngày nay đừng tiếp tục sống trong sự chết của tội lỗi nữa, nhưng hãy đón nhận ơn tha thứ và đón nhận sự sống mới mà Chúa Giêsu phục sinh mang đến cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đều biết có ba việc quan trọng mà bản thân mình cần phải làm khi mình sám hối. Thứ nhất là nhận ra tội lỗi của mình. Thứ hai là hối hận về tội lỗi của mình. Và thứ ba là xin ơn tha thứ. Phúc âm kể rằng ông Giuđa đã thi hành được hai phần đầu, là nhận ra được việc mình làm là có tội, và ông cũng đã có chút hối hận, cho nên đã đem tiền đi trả lại và nói với các kỳ mục và thượng tế: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến người phải chết oan." Nhưng đáng tiếc là ông không bước được bước thứ ba là xin ơn tha thứ, mà lại tự kết liễu cuộc đời của mình. Ông Giuđa đã bước gần đến sự tha thứ, nhưng ông đã dừng lại. Và đó là điều mà ngày nay chúng ta cần phải chú ý. Chúng ta đều biết mình đã phạm tội, và cũng không ít lần lương tâm nhắc nhở chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy hối hận. Nhưng đến với Chúa để xin ơn tha thứ thì không phải ai cũng làm được điều này. Hai anh phạm tội, bị đóng đinh hai bên Chúa Giêsu, đều mang tội giống nhau và đều có cơ hội sám hối và xin ơn tha thứ giống như nhau. Nhưng chỉ có một anh làm được điều đó, còn anh kia thì không. Ơn tha thứ của Chúa Giêsu thì lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng tiếc thay, con người không biết đến với Chúa. Phúc âm tuần này nhắc nhở chúng ta một lần nữa là chúng ta cần phải được sống lại với Chúa Giêsu phục sinh. Chúa đã chiến thắng tội lỗi và đã chiến thắng được sự chết. Chúa đã từ trong cõi chết sống lại, thì chúng ta ngày nay cũng phải bước ra khỏi sự chết của tội lỗi bản thân mình mà sống tốt lành hơn
và thánh thiện hơn. Nếu đến với Chúa để xin ơn tha thứ mà chúng ta cảm thấy khó thi hành, thì làm sao chúng ta có thể đến với nhau để tha thứ cho nhau? Ước gì sự phục sinh của Chúa Giêsu giúp chúng ta làm sống lại mối tương quan của mình đối với Chúa và mối tương quan của mình đối với những người chung quanh. Trình phúc âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại Giáo xứ Thánh Giuse.net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Kính mời quý đồng hương đến với chương trình văn nghệ Vinh danh lá cờ di sản và tự do của người Việt Nam, vinh danh và tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa tự do, ủng hộ cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam với sự góp mặt của ca sĩ Nguyệt Ánh, Tuấn Minh, Sơn Vương và Bích Châu. Chương trình được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng 5 2014 tại Greek Orthodox Hall, 500 Belmont Port North, Dayton, Ohio 45405. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Hiếu 513-703-4763 hay ông Đáng 513-693-3135. Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, Liên hội Cựu Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, đài truyền hình SBTN Washington DC, tổ chức tập hợp vì nền dân chủ. Buổi dạ tiệc được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Sáu 2 tháng 5 2014 tại nhà hàng Fortune 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Vĩnh Hưng 703-731-7750 hay Nguyễn Văn Đặng 571-236-1908. Kính thưa quý vị, đến đây, chương trình phát hình của VATV xin được chấm dứt. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị những giây phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc.